Hi, và chúng ta đang đến với buổi đầu tiên của năm 2022. Trên tay mình đang là một tài liệu của chương trình Level 13. Mình có thêm được công cụ cho để đồng hành cùng các bạn. Mình sẽ học vào thứ bảy chủ nhật tuần này và thứ bảy chủ nhật tuần sau nữa, nên sẽ có 4 ngày học về chủ đề này, về cái level 1 nâng cao. Cái đấy là level 13 hả chị? Hả? Level 13. Level 13, đúng rồi, level 13. Ok, hôm nay thì chúng ta đi vào một phần rất là cao, đó là tôn giáo. Chúng ta là 76 câu về trước. Và 50 câu về trước nó rất là đơn giản, bắt đầu 50 câu về sau thì nó khá khó. Và thậm chí là cái phần này thì nó lại đến một cái chủ đề nó khá khó, khó nhất nữa, khó hơn nữa. Câu 77. Sau nhiều năm không đi theo một con đường tâm linh nào, tôi đã tìm thấy một con đường mà tôi thực sự thấy hứng thú. Tôi cố thuyết phục chồng đến một vài sự kiện nhưng anh ấy không thích và có vẻ như việc này khiến anh ấy cảm thấy tức giận. Tôi phải gieo hạt giống gì để thấy anh ấy cùng đi trên con đường này với tôi? Nếu như vậy thì cuộc đời tôi sẽ thực sự hạnh phúc. Câu hỏi này đã xuất hiện trong một buổi nói chuyện tại trung tâm âm nhạc của thị trấn Goover nằm bên ngoài Toronto, Canada. Google là nơi có số lượng người tìm kiếm con đường tâm linh cao hơn bất kỳ thị trấn nhỏ nào khác trên thế giới. Tôi đã bắt gặp họ ở châu Âu, ở Caribbean và nhiều nơi khác. Người đang hỏi tôi câu hỏi này là Missy. Cô tên là Eric. Missy, tôi bắt đầu. Trước tiên, chúng ta hãy làm rõ việc nào là không có tác dụng. Ý tôi là bạn đã biết những việc đó là gì từ trải nghiệm cá nhân rồi. Từ những trải nghiệm cá nhân trong cả một đời người, nhưng sẽ rất có ích nếu bạn nói chúng ta một cách rõ ràng. Việc không có tác dụng là cố thuyết phục Eric đi cùng với bạn trên con đường mới, vì không phải lúc nào nó cũng có tác dụng. Việc không có tác dụng là tranh cãi với cậu ấy, vì việc đó không phải lúc nào cũng có tác dụng. Cùng thế với việc không nói gì cả, phương pháp im lặng. Nếu nó không có tác dụng trong mọi lúc thì tức là nó không có tác dụng. Tiếp tục. Nếu nó không có tác dụng trong mọi lúc thì tức là nó không có tác dụng. Để em đọc cho. À. Nếu nó không có tác dụng trong mọi lúc thì tức là nó không có tác dụng. Tôi hiểu rồi, cô gật đầu nói. Mấy cái ông nói đều đúng. Tôi nghĩ là tôi đã mất rất nhiều thời gian mới hiểu được mấy cái đó, nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng dù thế nào thì giờ tôi cũng đã ở đây rồi. Tôi đã thực sự hiểu được rằng tranh cãi với anh ấy cũng như tất cả những việc khác sẽ không có tác dụng gì. Chúng không có tác dụng trong mọi lúc. Tôi gật đầu và tôi có thể nói với bạn rằng việc gây áp lực để các thành viên trong gia đình chấp nhận quan điểm của bạn là một làm sai trái. Tôi cũng có thể nói với bạn rằng sau này bạn sẽ hối hận nếu giờ bạn không cố gắng chia sẻ với Eric niềm vui mà con đường tâm linh đem lại. Nhưng tất cả đều chỉ là một giao dịch kim cương. Bạn muốn thứ bạn muốn và bạn sẽ có được thứ bạn muốn theo đúng cách bạn muốn. Miễn là điều đó không gây hại đến người khác. Bạn muốn Eric cởi mở hơn với con đường mà bạn tìm ra và bạn có thể có được điều đó. Bạn chỉ phải gieo hạt giống thôi. Missy nhìn ra ngoài cửa sổ về phía những ánh rừng tuyệt đẹp của Canada. Khi ông nói như thế thì đã khá rõ là tôi cần gieo hạt giống gì rồi. Hạt giống gì? Nếu tôi muốn Eric cởi mở hơn với các ý tưởng của tôi cần cởi mở hơn với các ý tưởng của người khác. Việc làm này sẽ gieo các hạt giống. Phải, những nguyên tắc thông thường cũng được áp dụng ở đây.
Quyền lực nghiệp 2 nói rằng hạt giống bạn gieo có thể nhỏ hơn rất nhiều so với kết quả mà bạn kiếm tìm. Tức là để thấy Eric thật sự cởi mở cửa trái tim trong tất cả mọi lúc với các ý tưởng mà bạn trân trọng, thì bạn chỉ cần dành vài tiếng mỗi tuần cởi mở hơn với các ý tưởng và đề xuất mà những người xung quanh bạn đưa ra. Quan trọng nhất là 4 bước việc thiền cà phê của bạn. Quan trọng nhất là bước 4 việc thiền cà phê của bạn. Tôi theo dõi Missy để bạn để bắt được phản ứng của cô đối với điều này, và điều tôi nhìn thấy khiến tôi lo lắng vì tôi đã nhìn thấy nó xuất hiện ở hàng trăm người trước đây. Tôi có thể thấy được rằng cô coi việc thiền cà phê chỉ là một việc làm thú vị như bản thân cái tên của nó, chứ không thật sự trọng yếu. Đúng ra là quá thú vị nên không trọng yếu. Nó thực sự là việc quan trọng nhất đấy. Tôi gặp lại để thu hút sự chú ý của cô. À vâng, tôi biết nó quan trọng. Nếu không thì ông đã không nhấn mạnh nó đến vậy. Thiền cà phê thực sự là rất quan trọng. Tôi lặp lại, có vẻ như mọi người đều gặp khó khăn ở bước này. Hoặc là ngay từ đầu, họ đã không coi trọng nó. Hoặc là họ có cố gắng thường xuyên thực hiện nó khi nằm xuống giường đi ngủ, nhưng lại gặp vấn đề rất lớn trong việc tập trung vào nó. Theo một cách nào đó, khoảng khắc chúng ta đặt đầu xuống chiếc gối, chúng ta hoàn toàn bị chi phối bởi những nỗi lo lắng và chứng loạn thần kinh của riêng mình. Không thể tin được là hôm nay sếp lại mắng mình thậm tệ đến thế. Ước gì chồng mình thể hiện nhiều cử chỉ yêu thương hơn. Không biết phải làm thế nào để trả được các hóa đơn tháng này đây. Vấn đề là đến thời điểm chúng ta đi ngủ, chúng ta đã trải qua một ngày dài và chúng ta đã mệt rồi. Và khi mệt thì người lớn cũng bất thường, chẳng hạn gì trẻ con. Sự mệt mỏi có xu hướng phóng đại tất cả các vấn đề của chúng ta, tất cả những nỗi lo lắng của chúng ta ra quá mức. Vì vậy, chúng ta chìm vào giấc ngủ cùng với những vấn đề đã bị phóng đại trong tâm trí, và qua một đêm, chúng thậm chí còn bị phóng đại hơn. Chúng ta khó ngủ, chúng ta tỉnh giấc vào những giờ bất thường vào ban đêm. Chúng ta mở mắt tháo láo, chăm nhìn trần nhà trong khi phải một hai tiếng nữa mới nữa chung báo thức mới kêu. Tất cả những chuyện này sẽ thay đổi nhờ thiền cà phê. Chúng ta chìm vào giấc ngủ trong một trạng thái chủ động suy nghĩ hay thiền về những việc làm tốt mà chúng ta đang làm trong những người khác. Chúng ta chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc, và tâm trí sẽ xử lý những hạt giống này trong khi chúng ta ngủ, khi các hạt giống nhân lên điên cuồng trong mảnh đất bên dưới tiềm thức. Chúng ta thức dậy đầy hứng khởi, toàn được làm mới. Hàng ngàn người trên khắp thế giới đã ngồi lắng nghe những lời dạy về nguyên tắc năm bạn kim cương. Một lượng lớn trong số đó đã nghe được trí tuệ và tìm cách gieo học một vài hạt giống. Nhưng hạt giống phát triển có mạnh và nhanh hay không còn tùy thuộc rất lớn vào việc thiền cà phê của bạn tốt đến mức nào. Thiền cà phê chính là thứ quyết định việc bạn có được thứ bạn muốn trong đời hay là không. Đừng để bị đánh lừa bởi mức độ đơn giản của nó, hay bởi thực tế rằng việc nằm xuống giường buổi đêm và nghĩ về tất cả những việc làm việc tốt mà bạn đang làm cho mọi người làm quá trình dễ chịu nhẹ nhàng. Không hề đúng khi nói rằng những nghiệp mạnh nhất mà bạn có thể gieo đòi hỏi nhiều sự nỗ lực hay căng thẳng nhất. Nếu bạn nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy có thể hoàn toàn là ngược lại. Nếu bạn thực sự tìm ra những công cụ tinh thần mạnh mẽ nhất, những chìa khóa thành công mạnh mẽ nhất, thì có lẽ sẽ về bản chất chúng rất nhẹ nhàng, đơn giản và dễ dàng. Thiền cà phê là một trong những bài tập dễ chịu nhất, mạnh mẽ nhất và cần thiết nhất. Bỏ qua thiền cà phê là bạn đang bỏ qua thành công và hạnh phúc của bạn. Và quan điểm của Eric về con đường của bạn sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi nhướng mày, Missy mỉm cười. Được rồi, tôi hiểu ý ông rồi. Chúng ta có thể ra một hạt giống, nhưng nó sẽ không bao giờ phát triển nếu thiếu ánh sáng mặt trời, nước và phân bón. Có vẻ như thiền cà phê chính là ánh sáng mặt trời. Tôi gật đầu. Sa đã đến để đưa tôi đi Toronto và tôi xin phép ra về. Có thể trên đường đi tôi sẽ thực hiện thiền cà phê một chút ở ghế sau. Cảm ơn rồi. Chị thấy em béo không? Không. Không như thầy béo, bởi vì chị thấy vẫn bình thường. Hay là cái người em thì chị không thấy, nhưng mà cái mặt thì hiện là bình thường. Ồ, cái áo sao cái áo rộng tờ thế? Áo giữ nhiệt à? Không, áo ngoài cơ. Thế à, màu đen. Của chị? Có mũ. Đúng rồi, chị không có mũ. Nó như kiểu làm trần trám ấy chị. Rồi, nhưng mà hàng chị hả? Uliquilo ấy chị. Đúng rồi. Chắc giống. À, Unifashion. Ừ. Unifashion. Chắc giống rồi đấy. Đấy. À, này thì đến thời điểm này thì chị vẫn nói chung là đã khá hơn rồi.
Nói chung là phải kể riêng cái câu này là cả quá trình luyện tập đó đấy, và kết quả của chị đấy, kết quả của chị là bằng trong. Chắc là nếu tính đến thời điểm hiện tại thì kết quả của chị là trong thôi, bởi vì cũng về công việc thì nó cũng vơi bớt một chút, về tiền bạc thì nó cũng một chút, tất cả mọi thứ một chút, nhưng mà cái những cái mà thấy rõ nhất chính là bàn trong. Bởi vì trước đây thì cái khi mà mình đi ngủ mình thường nghĩ đến những cái, như bản thân chị, những vấn đề và kế hoạch, thường thì vấn đề và kế hoạch. Và bây giờ thì cỡ 2 năm đổ lại đấy, nói chung phải 2 năm mà 3 năm từ lúc bầu sinh đến giờ, thì cái việc trước khi đi ngủ thì chị chưa thực hiện thiền cà phê, tức là mình nghĩ lại tất cả những cái hoạt động tốt đẹp nhất ấy, thì chị chưa làm được điều đó. Nhưng ít nhất là chị đã không nghĩ những điều xấu, không nghĩ những điều xấu. Mà được nữa thì vẫn có những cái ngày hoặc những cái buổi mà chị sẽ bật lên những cái buổi giảng, nghe nghe pháp, nghe pháp hoặc nghe giảng hoặc nghe chia sẻ gì đấy, rồi mình biết ơn họ. Thì đa phần là vẫn đang đang mang ơn thôi, chứ chưa 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 nghĩ về cái việc mà mình đem lại cái điều gì đó cho ai đó, mà vẫn đang cảm thấy mang nợ, tức là ai đó đang đem lại điều gì đó mà mình biết ơn họ. Thì mình cải thiện thôi. Cái này thì phải luyện tập ấy, thật sự phải luyện tập, bởi vì chính bản thân mình này, chính chính từ đời ông bà bố mẹ tất tần tật của mình, họ không có cái ghi nhận, họ không có cái sự ghi nhận mình, là đây là cả một cái tầng tầng lớp lớp nó đã sẵn ở trong mình, là bây giờ mình bỏ dần thôi, mình bóc vỏ dần thôi, chứ chứ không không có cách nào khác. Giống như là một quả dưa vậy đó, nếu như em muốn lấy cái dưa đó để làm một cái gạo thì em phải bóc cái vỏ dưa đi, đúng không? Chứ còn không thì em cũng chẻ đôi ra, nhưng mà không ai làm cái gạo dưa mà cả quả dưa đó, thì mình gỡ cái lớp đó, gỡ dần thôi. Về câu này thì chị chỉ có một cái trải nghiệm, đó là cái việc mình không bắt ép người khác làm theo điều mình muốn, mà mình hãy hạnh phúc với cái điều mà mình đang có, mà nhất là mình cảm thấy là hạnh phúc, giàu có, vui vẻ với cái việc mà mình đang có, thì nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài, và người ta sẽ đặt câu hỏi rằng là làm như thế nào để mình có được cái điều đó, và làm như thế nào để có được điều đó, thì mình bắt đầu chia sẻ rằng cái cách mà mình đang làm, thì lúc đó họ sẽ lưu tâm về cái cách mà mình làm hơn là cái việc mà mình cứ nói họ là hãy làm điều này đi, nó mang tính tấn công họ, tấn công. Trong trong cái buổi hồi, buổi live stream, buổi room đương tự chính mình hôm qua chị có tham gia không nhỉ? Có Em cũng vào đúng cái lúc mà chị đang nói đến cái bạn ấy là không không cố thắng gắng thay đổi người khác ấy. Cái về cái phần thiền cà phê thì khi mà ý thức về gieo hạt đi thì tức là trước mình tức là lúc mình buổi tối mình có những lúc mà mình hay căng thẳng ấy, tức là mình biết cái sự tức giận của mình khi đi ngủ ấy thì hạt giống sẽ nhân lên ấy. Thì khi mà ý thức về hạt giống thì Thì tất nhiên là cái bước đầu tiên là mình dừng lại đó, mình mình dừng dừng lại lại. với cả nghĩ xem là ngày hôm nay đã có những cái việc làm gì mà mình phải biết ơn mọi người, kể cả những điều như là mình tưởng chừng như là trước đây mình nghĩ nó là hiển nhiên ấy, thì thực ra là mình cũng phải thực sự là biết ơn nó. Thì đấy, chị nói là cái bước đầu tiên của thiền cà phê, đó chính là cái biết ơn trước ấy. Xong sau đó thì mình mới nghĩ đến những cái việc mà mình đã làm cho họ, chứ còn ngay lập tức nếu mà mình nghĩ đến những cái việc mình làm cho họ, nó chỉ cảm thấy nó sáo rỗng quá, nó chưa thật, nó chưa thật Em thì em lại vậy thì em lại chưa nghĩ đến những cái việc của mình đã làm cho họ đâu. đó. Thì chị chưa đến đâu, chị chưa đến, chị mới ở cái mức là thôi không nghĩ đến những cái việc mà mình đã xấu ha, thôi bước qua thêm một bước nữa là mình rất là biết ơn với những người mà mình ấy, mình được họ giúp đỡ ngày hôm nay ấy. Đúng Còn rồi. mà thậm chí là cái việc mà thậm chí là đôi lúc ai nhắn tin cảm ơn mình còn cảm thấy xuê xoa rằng là có gì đâu kiểu thế, nhưng mình chưa lưu tâm về điều đó. Nhưng hãy nhớ là nên luyện tập về nó. Luyện tập về nó thì chị đang luyện tập kiểu này, luyện tập là khi mà chị cảm ơn ai đó ha, mà chị cảm thấy họ vui vẻ,
cảm thấy họ hạnh phúc không? Mình này, mình cũng như thế. Khi mà ai đó mà cảm ơn mình cũng như thế, mình cũng như thế. Để nhắc nhở mình là mình đang làm cho người khác, thì một lúc nào đó mình cũng phải, tức là người khác đang mở lòng đón nhận cái lời khen của mình, thì nhắc nhở mình rằng là mình cũng phải đón nhận những cái lời khen, những cái ghi nhận của người khác, chứ không phải là mình thì mình đi ghi nhận người khác xong rồi mình quên mình mất, thì đó không đúng. Thì ở đây chỉ cần người đó nhận ra được cái vấn đề là bước đầu tiên là không ép người ta làm cái điều đó. Cái bước thứ hai nữa là thiên cà phê thì cái này thì đến thời điểm hiện tại, từ lúc chị biết là năm 2019 cho đến tận bây giờ thì đã 3 năm đúng không, thì nó cả một tiến trình, nó cả một cái quá trình dài, chứ không thể ngày một ngày hai được. Thì mình từ theo dõi thôi, mình theo dõi thì đấy, 2 năm nay thì chị đã không nghĩ đến những cái vấn đề xấu nữa, không lên kế hoạch nào luôn, tức là chị stop việc lên kế hoạch luôn á. Chị không cần biết là ngày mai phải làm gì, chị chỉ biết là chị biết ơn những người hôm nay mình đã làm cái điều gì đó và họ đã giúp mình. Cái thứ hai nữa là không nữa thì mình sẽ nghe giảng pháp thôi, chứ chị không nghĩ đến kế hoạch hay là những cái việc đấy. Nếu được thì chúng ta sẽ luyện tập chú đơn lít thôi. Nói chung là thời gian lúc đấy là thời gian này mình thư giãn đấy. Ừ. Kiểu thư giãn thảnh thơi ấy nhỉ. Ừ. Và năm 2018 thì cái bước xoay chuyển đầu tiên để đến với DCI của chị là chú đơn lít đó. Có một thời điểm là chị phải viết chú đơn lít chứ không viết chú đơn lít. Bởi vì đối với to-do list ấy, nó trong 12 cái 13 cái quản lý thời gian ấy, nó chỉ là step đầu tiên thôi. Nhưng mà mình không đến to-do list mà mình chỉ là to-do list thôi, thì mình sẽ miên man, nó trải dài những cái việc mà mình cần làm. Khi mà mình quan trọng là mình phải ghi nhận những cái việc mà mình đã làm và làm nó hoàn thành bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa thì nó cũng đã hoàn thành rồi. Khi mấy nay thì chị như chị mến, thực ra là chị cũng đã học từ level 1 đến level 3 rồi đấy, nhưng mà mới chỉ học với thầy Bình thôi, mới học với thầy Bình thôi. Còn mà học trực tiếp thầy Macaron thì nó sẽ giá trị hơn nữa. Và thực ra là thầy cũng chia sẻ free ở trên mạng đó, nhưng mình đang là ngôn ngữ tiếng Anh. Ngôn ngữ tiếng Việt thì cũng có một số cái chuỗi học, nếu mọi người chịu khó tìm nghe thì nó rất là hay. Nhất là những cái chuỗi làm thính. Thì mình không làm gì thì mình cứ bật nghe, nghe văng văng mà bên tai, thì đó là những cái điều tốt, những cái điều tốt. Giống như kiểu là mình có đất không? Mình có đất mà người khác thì có hạt giống á. Mà hạt giống thì mình không có tiền để mua, không có sở hữu, thì mình cứ cho họ mượn đất. Ít nhất là mượn đất để làm gì? Ít nhất là cái đất của mình nó sẽ được cày xới lên, bởi vì họ mượn đất để họ dùng, họ muốn có một cái mùa bội thu thì họ sẽ cày xới trên cái mảnh đất của mình để họ họ có cái họ có năng suất đó. Thì họ phải làm điều đó. Họ phải làm điều đó, nhưng mà bây giờ họ cũng tự động hóa rồi. Bây giờ họ đã làm sẵn đó. Họ làm sẵn bằng những cái video thôi, chứ mình đấy có chủ động cho họ mượn đất không? Mình biết được rằng là cái việc mà họ đang nói, họ đang chia sẻ đó là cái cách mà cày xới đất của mình thôi. Mình có để cho họ làm điều đó không thôi. Nếu như mà họ để họ làm điều đó thì chị nghĩ rằng là như bản thân chị đó, đã từng đi thuê nhà rồi, và thậm chí là người ta cũng tới mượn đất nhà chị. Chị thuê nhà đó, đất thì chị không sở hữu, họ mượn đất nhà chị. Và chị cảm thấy là trước đấy nha, khi mà họ không mượn đất nha chị, một năm chị phải bỏ ra ít nhất là 500 đến 1 triệu để làm gì? Thuê họ làm cỏ. Và sau đó thì chị nói là ô chị em mua giống cải, chị về chị làm cải đi. Nên chị làm cải, chị cho tất cả mọi thứ, thay vì chị bỏ ra 500 để thuê họ làm cỏ, chị mất có 30.000 để mua một gói cải. Cải giống thì cho họ tất cả,
cho họ cả cái giọng đó luôn, cho họ luôn cả cái mà nó lớn lên, chị cũng ăn rất là ít và cho họ hết. Chị lại để làm gì? Và sau đó thì chị mới biết đó là thay vì mình bỏ tiền ra để thế họ làm cỏ thì mình chỉ cần cho họ hạt giống để họ làm đất. Họ làm đất mà họ có thu nhập từ cái hạt giống đó. Cái hạt giống đó nó rất là ít, nó không nhiều như cái tiền cải đó. Và chỉ có một cái khu vườn mà mình nhìn thấy cây cỏ nó mang lại giá trị cho họ, có thể là cho mình và cho họ nữa, còn hơn là để cỏ mọc à, đúng không? Thế nên là chúng ta chủ động đừng cho cơ hội cỏ mọc, mà thậm chí chúng ta phải tự làm cỏ nữa. Tự làm cỏ bằng cách gì? Đổ hạt. Cái gì chứ bố gì nhỉ? Mình cho họ cái thời gian để họ thuê thuê đất rồi, đúng không? Cái thời gian của mình là thuê, nhưng có những cái thời gian khác thì mình không cho thuê được. Ví dụ như những cái thời gian mà mình bên con, hay là mình chồng, hay mình cho người khác thời gian rồi thì làm sao mà có thời gian cho những cái người kia được, cho thầy hay là cho những người khác được. Thì trong cái thời điểm mà mình cho người khác thời gian ấy thì có hai trường hợp: một là hoa nở, hai là cỏ mọc. Thế làm như thế nào để mình làm cỏ? Hoa nở thì quá tốt rồi, quả nở thì quá tốt rồi, nhưng mà cỏ Mình mọc dọn lên dẹp thì tâm trí của mình à, đúng rồi, đúng không? dọn dẹp bằng cách nào? Suy nghĩ à? Ví dụ như con em đây đây, như 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 hai bạn lúc này đó, anh thì mình sẽ dọn dẹp như thế nào? Mình cũng không thể nhắc nhở được đúng không? Tức là mình chỉ nhắc là lỗi chỉ một phần đúng không? Mình thay đổi từ mình à? Đúng rồi, mình thay đổi từ mình rồi, cái này thì không biết chị mấy thêm một gợi ý nữa, gợi ý rõ hơn để em có cách xử lý. Thì công cụ này thì gọi là hai người chồng. Ừ, công cụ này gọi là công cụ hai người chồng, cách để em có thể diệt được cỏ. Và cái thời gian này thì ví dụ như lúc này là thời gian mà chị dành cho con chị trong trong 5 phút chẳng hạn. Con chị đang tấn công chị, tức là những cái cây cỏ đang mọc lên này, thì chị phải làm chi để mà diệt cỏ? Theo em thì chị làm gì? Theo em thì chắc là ở một thời điểm nào đó mình đã làm gì thì bây giờ cái hạt của con nó nở lại mình Rồi à? rồi rồi. Nhưng ở trong cái câu chuyện của hai người chồng em còn nhớ không? Em có nhớ có một bước không? Có một bước để em diệt được cỏ không? Mình dừng lại. Thì sao? Dừng lại, nhưng mà lúc này chị có dừng lại đâu, chị vẫn làm. Chị vẫn làm, nhưng mà đó là làm trong tỉnh thức. Làm trong tỉnh thức tức là mình biết mình làm gì. Thì cái làm trong tỉnh thức nó gọi là phản hồi. Không phản ứng. Mình không khó chịu với điều đó, mình không không mệt mỏi với điều đó. Lúc này chị dừng lại để chị nhắc con chị thôi. Còn mà trước đây thì chị không chỉ dừng lại để nhắc con chị, mà chị phản ứng. Chị sẽ nổi khùng lên, chị sẽ làm những cái thái độ rất là khó Chị chịu. hết táo mà bọn nó À đúng chị rồi, hết chị táo sẽ mà bọn nói nó nào, chị lại chị chỉ nhắc rằng là có biết là đây là buổi trưa hay không, có thể là các con đã quên cái điều đó. Ở đây chị nói lại chị nghe với. Rồi ok, ở đây là cái một cái ở đây là cái phần câu 77. À, câu 77 này thì có cái phần là không ép. này kiểu như thế. Chị đang nói lại là em tưởng tượng là cái câu chuyện hai người chồng. Chính xác. Thì chị mới nói này, mới em mới chia sẻ rằng là chúng ta có thời gian, đúng không? Chúng ta có thời gian. Thì cái thời gian đó chính là mảnh vườn cho những cái hạt giống này nở. Và ở cái câu 77 này thì thầy Macaro mình nhắc nhở chúng ta là cần phải thiền cà phê. Và hiện tại thì cả em và cả Hảo đều chưa thực hiện thiền cà phê được. Và đang trong tiến trình thôi, thì em mới giải thích là tiến trình thiền cà phê là như thế nào.
Đầu tiên là như bạn anh em đã trải qua, Hà cũng đang trải qua, tức là mình dừng suy nghĩ những cái vấn đề tiêu cực trước khi mình ngủ. Tức là mình không nghĩ hồi hồi trước là mình ngủ là mình là ngày mai làm gì, bao nhiêu kế hoạch dự định, rồi lo là hôm nay mình đã làm cái gì mà không xong, không hoàn thành, là mình mệt mỏi, thì mình đã dừng lại được cái việc đó. Mình hảo hảo đã dừng cho bản thân em là bắt đầu từ năm 2018, 19, tức là em mất 2 năm. Ừ, 2 năm để luyện tập, và bắt đầu từ 2019, giữa năm 2019 đến tận bây giờ thì trước khi ngủ em không có kế hoạch, em không suy nghĩ tiêu cực, em không có bất cứ điều gì, nhưng có suy nghĩ này. Hoặc là không nghĩ nghĩ gì, hoặc là sẽ nghĩ là ô mình cảm ơn, bởi vì là mình xem đang xem cái gì đó thì mình sẽ cảm ơn cái người này. Để, tức là mình biết ơn người khác thôi, chứ mình hoặc là đôi lúc mình thấy có ai đó nhắn tin cảm ơn mình, nhưng mà mình cảm thấy là bình thường thôi mà. Tức là mình chưa nhận cái đó về mình, nhưng ít nhất là mình cứ biết mình đang ở trên cái tiến trình đó. Được chưa? Rồi ok, thì mình phải coi mình ở trong cái đường đó thì mình đến đâu. Thì em và Hào đang chia sẻ là cái tiến trình đó, bọn em đang đến một cái bước gọi là cái bước dừng lại. Thì bước dừng những cái suy nghĩ tiêu cực, còn cái suy nghĩ tích cực thì đang xây dựng bằng cách là mình đang ngưỡng mộ, mình đang biết ơn người khác trước khi ngủ. Còn mình biết ơn bản thân mình hay là mình cảm thấy là mình có ích với người khác thì cũng chưa đến đó. Thi thoảng có, chứ không phải là lúc nào cũng nghĩ được điều đó. Thì em mới có nói với Hảo về cái tiến trình để làm cỏ, bởi vì mình có cái mảnh đất là 24 giờ. Vậy thì những cái lúc mà mình thiên cà phê, mình gọi là mình tưới những cái bông hoa của mình, đúng không? Hoặc là thậm chí nếu như chúng ta chủ động rằng là chúng ta chưa làm được cái thiên cà phê đó, thì chúng ta chủ động đón nhận những cái hạt giống bằng cách là nghe chia sẻ của ai đó, đúng không? Ngoài ra thì em mới nói là nếu như mình những cái thời gian mà mình cho người khác, ví dụ mình cho thầy Macaro để thầy Macaro giảng cho mình, hay là cho thầy Pháp Hoa giảng cho mình, hay cho ai đó chia sẻ cho mình, bởi vì mình dùng thời gian đó để nghe rồi thì mình không nghe được cái vấn đề khác nữa. Nhưng em hỏi lại với Hảo rằng có những cái thời gian mình không cho những người khác mà mình lại cho trực tiếp, ví dụ cho con, cho chồng, cho một sự việc nào đó, và cái thời điểm đó mà hoa nở thì không sao, nhưng mà thời điểm đó mình thấy cỏ nở thì mình sẽ làm như thế nào? Em đặt câu hỏi với Hảo là làm như thế nào. Và Hảo thì chưa nhận ra, thì em có gợi ý là trong câu chuyện hai người chồng thì có cái việc là mình sẽ phải dừng lại cái việc mình tiếp tục gieo hạt xấu, bằng cách là đầu tiên là mình dừng lại. Và nếu nữa mình muốn mình có gieo hạt đi chăng nữa thì mình phải biết là mình đang tỉnh thức, và cái gieo hạt của mình là phản hồi chứ không phải phản ứng. Tức là chúng ta đang sử dụng những cái ngôn từ bình dân nhất để nói ra rằng là khi mà cái cách mà chúng ta làm cỏ đó là chúng ta phản hồi rằng là cái hành động này, những âm thanh này, những cái sự kiện, những cái con người này đang làm gì với mình, và mình sẽ phải xử lý như thế nào, chứ không phải là mình phản ứng lại như thế nào. Mình sẽ hồi đáp, mình sẽ đưa ra cái thông tin gì cho họ. Thì đó là đến cái bước phản hồi, đó là cái cách mà ngoài cái thời gian mà mình chủ động cho ai đó làm cỏ giúp mình đó, là trồng hoa, trồng cây đến cái thời gian của mình, thì còn có một cái lượng thời gian mà mình bị động rằng là mình cho con, nhưng mà con có thể là cho hoa, cho cỏ, cho chồng, nhưng mà chồng cũng cho hoa, cho cỏ, thì mình cần phải làm như thế nào. Với hoa thì mình ok, hoa và quả thì quả tốt, nhưng mà với cỏ thì mình phải làm như thế nào? Với cỏ thì đơn giản nhất là dừng lại. Bước đầu tiên của làm cỏ là dừng lại, và sau đó thì mới nhổ. Mình mới nhổ là làm gì? Hảo tiếp tục. Nhổ cỏ là như thế nào? Làm như thế nào để nhổ cỏ? Khi mà mình biết đó là cỏ rồi thì mình làm như thế nào để nhổ cỏ? Thì như chị vừa nói là mình phản hồi chứ mình không phản ứng nữa. Phản hồi rồi, trong cái phản hồi đó là cái hành động phản hồi của em là gì? Hành động phản hồi của em là gì? Lúc này chị đã làm sai cái phản hồi, chị phản hồi chỉ là thông báo cho con thôi, thay vì
chỉ làm một điều rồi có lẽ là tốt hơn, nó sẽ đa hoa hơn. Nhắc nhở, nhắc Chị diệt nhở. à, không nhắc nhở là mình phản hồi rồi, nó rất là mạnh mẽ khi làm cỏ, mà khi mà chúng ta làm cái hành động này thì nó rất là mạnh mẽ, nó gọi là nhổ hẳn cỏ luôn. Thử nghĩ xem, ví dụ như đấy bạn gây khó chịu với mình đúng Cũng không phải là im lặng, cũng phải là im lặng không, không cũng phải phải là im mình lặng phản không. không, mình đã dừng lại thôi đúng không, mình dừng lại là mình không gieo hạt nữa, nhưng bây giờ mình biết là cái cỏ đang mọc này, cỏ đang mọc rồi thì em dừng lại là em đang nhìn thấy nó, khi mà em dừng lại thì em thấy cỏ mọc và em sẽ một là em để cho nó mọc đúng không, em dừng lại em không làm gì là thì nó vẫn mọc lên, nhưng mà bằng một cái hành động em có thể nhổ được cỏ luôn, lúc nào thì chỉ là không làm cái điều đó, bây giờ mới nhận ra, khi bắt đầu chia sẻ thì mới nhận ra. Ý thức là hành động của mình, ý thức là hành động của mình à, Không ý thức là hành động của mình à. không, lúc đó là em là nhìn thấy cái sự kiện thôi, ý thức là hành động của mình là em không gieo thêm cái hạt xấu nữa thôi, ví dụ như con đang làm như thế thì nếu như chị mà được đổi lại thì chị sẽ quay lại thì chị biết ơn về điều đó. Mình biết ơn về điều đó, mình biết ơn rằng là à con đã tạo ra cái điều đó để mình được nhìn thấy, thì khi mà mình biết ơn về điều đó thì cái cỏ đó nó sẽ được bảy cái rễ của lên, bởi vì mình biết ơn là mình đầu tiên mình biết, ít nhất là cái biết là có nó là cỏ dài, ơn là nó mang lại cho mình một cái điều gì đó tốt đẹp dù là cỏ dài đúng không, thì khi mà em làm xong cái việc đó thì nó sẽ mất đi luôn, thì thay vì lúc này chị nhắc nhở con thì chị có thể tới nói với con rằng à, mẹ cần thời gian làm ơn hoặc là điều gì đó, mình nói sẽ nhẹ nhàng hơn, thay vì hôm qua thay vì chị nói là với bạn á, có biết bây giờ là 12 giờ không, tức là chị nhắc lại thôi, chị nhắc lại thôi, và các bạn á, chị không phản ứng với điều đó, chị chỉ nhắc và không phản ứng, không có cảm xúc với điều đó, thì mình nhắc trong tỉnh thức thì mình đã dừng lại cái việc đó, nhưng mà nếu như nhắc như thế thì lần sau nó vẫn lặp lại, nó vẫn lặp lại, nhưng mà cường độ lặp lại của nó không mạnh như hôm nay, ví dụ như bạn đã biết bạn đã nhắc nhở thì ngày mai bạn đã sẽ nhớ, bạn sẽ nhớ nhưng không phải là ngày một sẽ nhớ đúng không, nhưng mà với cái sự biết ơn thì bạn cảm thấy thoải mái với điều đó, bạn thấy thích thú với điều đó thì có thể là bạn sẽ nhớ, bạn đã thích cái cảm giác được 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 người ai được ai đó trân trọng thì bạn sẽ thích làm nó hơn là cái việc để bị ai đó nhắc nhở. Cái não bộ của mình nó rất là tinh vi và chỉ thích người khác trân trọng nó thôi, còn những cái gì mà người khác phản ứng lại với nó thì nó sẽ có một cách nào đó phản ứng lại. À, đúng rồi chị mấy ạ, chị cái lòng biết ơn đó thì nó sẽ trong bùn bước của thanh tẩy đó, cái này thì em không lấy từ chỗ chị mến mà em đã được được luyện tập từ bốn bước thanh tẩy, từ bốn bước thanh tẩy đó của Ho'oponopono. I'm sorry tức là mình biết rồi đúng không, please forgive me là mới đến bước thứ hai là mình xin lỗi họ rồi chị nữa. Thank you and I love you. À thank you là mình cảm ơn với điều đó, mà I love you là mình nhận ra cái điều đó nó tức là họ làm cái điều đó để nhắc nhở mình, thì lúc này chị mới nói là nếu như chị cũng khi mà chia sẻ với em thì chị mới nhận ra nếu như chị quay lại được thì chị sẽ quay lại là làm ơn cho mẹ xin đó. 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 Thì nó sẽ chuyển hóa nhanh hơn, thế nên là cái tiến trình để mà thiền cà phê được nó rất là dài, và đừng có nản à, đừng có nản ở trong cái level 3 mà em có học trong cái level 3 về về thiền ấy,
Thì em có học và vì chị Phương không có sắp xếp để thà để chia sẻ được cho team thì có thể là em sẽ sắp xếp hôm nay là thứ năm rồi nhỉ, có thể là thứ ba và thứ năm tuần sau chúng ta sẽ tạm dừng cái đọc câu bảy mà câu bảy tám, thì Cảm em sẽ dùng 2 buổi để chia sẻ về level 3 về thiền, bởi vì hôm nay ở câu 77 thầy đã nhắc về thiền cà phê và làm như thế nào để chúng ta có một cái thiền cho nó tốt. Thì chúng ta phải hiểu được là vì sao phải thiền, cái đó thì đã được share rồi nhưng mà chúng ta sẽ được nghe nữa, chúng ta được mới nhìn thấy thôi, nhưng mà mọi người sẽ dùng một lượng thời gian vào thứ ba tuần sau và thứ năm tuần sau thì em sẽ nói về về nó. Và bởi vì là như thế này, em đang trải qua ngày này, ngày là mùng 6 đúng không? 6. Thế là em là cũng được 10 mười mấy ngày rồi. Em trải nghiệm thiền cùng với thầy Michael Rowe, được thầy dẫn dắt và cả giảng nữa. Cái này thì hình như là chị Mỹ có tham gia buổi đọc với chị Mỹ vào buổi sáng không? Quyển 3 đó không? Thì cái quyển đó nó cũng nói về thiền nhưng mà nó nói về lý thuyết thôi. Nhưng mà khi em được được nghe thầy Macro, được thầy thầy giảng và hướng dẫn nữa thì nó không phải là lý thuyết mà nó là áp dụng thực hành luôn. Dù chị cũng nghe đọc xong sau đó là cỡ tầm 5 rưỡi đúng không? Là thực hành 20 phút thiền về người thầy đó. Nhưng mà nó chưa đủ. Nó chưa chưa ừ. Thì khi sáng em cũng có hỏi Hằng về cái vấn đề đó nhưng mà Hằng chỉ dừng lại ở thế thôi, nhưng mà thực ra ở ở DCI level 3 họ sẽ mở hết cho chúng ta là vì sao phải thiền thiền như thế nào, và vì sao chúng ta chưa thiền được và để thiền thì chúng ta chuẩn bị cái điều gì, nó cả một cái quy trình rất là lớn. Và thiền thiền nó mang lại cái giá trị rất là lớn đúng không? Ở đây này, ở đây cái câu nhất là câu này đúng không, chúng ta ở cái câu này này. Em đọc lại cái phần này cho mọi người nghe nhá. Nó không hề đúng khi nói rằng những nghiệp mạnh nhất bạn có thể gieo đòi hỏi nhiều nỗ lực hay căng thẳng nhất. Ví dụ như chúng ta muốn làm cái gì đó thành công thì có phải chúng ta cần phải nỗ lực cực kỳ lớn đúng không? Và thậm chí là chúng ta rất là tốn thời gian để suy nghĩ, để căng não để làm điều đó. Nhưng có một cách khác. Nếu bạn nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy có thể hoàn toàn là ngược lại. Nếu bạn thực sự tìm ra công cụ tinh thần mạnh mẽ nhất, những chìa khóa thành công mạnh mẽ nhất, thì có lẽ xét về bản chất, chúng rất nhẹ nhàng, đơn giản và dễ dàng. Thì cái thiền là nhẹ nhàng, đơn giản và dễ dàng, nhất là thiền cà phê. Tức là thiền cà phê là chúng ta chỉ đơn giản là nghĩ về những cái điều tốt mà mình làm cho người khác thôi. Nó đơn giản đúng không? Nhưng mà chúng ta không làm được. Là vì sao? Có lý do vì sao mà chúng ta không làm được. Và để mình làm được điều đó thì mình phải 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 biết được cái nguyên nhân của nó. Vì sao mình cần phải biết nguyên nhân? Để mình không làm nó nữa. Bây giờ mình làm nó trong vô thức, mình không có biết là cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng. Thế nên là mình không làm được. Thế nên là cỡ 1 năm đổ lại đây. Ở trước đây thì chị mấy ở trong môn tim đúng không? Cá hào trong môn tim mà cỡ lâu lâu 2 3 tháng gì đấy là sẽ thấy Yến kiểu xôn xôn lên chia sẻ mọi người những cái idea, những cái gì, những cái suy nghĩ rồi những cái ý tưởng nhảy vọt vào group, xong rồi là mình share liên tục đấy. Thì thực ra là đó là vì sao em không thiền được, là bởi vì là em đang khuấy động cái mặt hồ pha lê của mọi người. Cái việc của em đơn giản nhất là ví dụ như em cứ share về tường của em này, em share về tường của em thì ai ai quan tâm thì họ sẽ nhận thôi. Thì lúc đó em đâu có ném đá cho ai đâu, cái việc của em cứ share ra đó và mọi người cứ nhận thôi. Còn đây là em ném đá vào hồ, em có thể là những cái, tất nhiên là có những cái rất là tốt, có những cái mà em chuyển hóa được nhưng mà cũng làm cho mọi người sống sánh chứ không không phải là không. Thế nên là cái việc mà làm như thế nào để mình thiền được thì em đã có câu trả lời ở cái DCI level 3. Và
Và nữa là ví dụ như chị mấy thì chị lại không làm cho ai sống sánh cả, nhưng chị lại làm cho chính bản thân chị không yên. Chị làm cho bản thân chị không có yên bằng cách là chị gieo những cái suy nghĩ tiêu cực cho chính mình. Thì thà có những cái người họ sẵn sàng để lắng nghe chị, nhưng mà chị lại không có làm điều đó. Chị không cho họ cơ hội để họ được chia sẻ, không cho họ cơ hội để được gieo hạt. Chị lại cất đi thời gian đó, và chị lại làm hại chính cái bản thân mình, thay vì chị dùng thời gian để họ lấy để cho người khác làm đất. Ví dụ lúc nãy em có một cái ví dụ đó, em cần phải thuê một cái chị đó để làm đất. Rồi em cần phải thuê chị đó làm cỏ mà mất 500.000 hai ngày. Sau đó thì em phát hiện ra rằng là có một cách dễ dàng hơn, là em đầu tư chỉ còn 50.000 hai ba gói hạt giống, mà sau đó em nói là chị dùng nó mà làm, em thì ăn có mấy cây thôi, chị dùng nó làm mà bán, họ có lời từ cái việc họ làm, và em chỉ có mất 50.000 thôi thay vì 500.000. Thế nên là cái việc chỉ dùng thời gian, dùng những cái vấn đề của mình cho những cái người mà họ đang có những cái mong muốn được giúp đỡ, đó là cái việc chỉ giúp họ, chứ không phải là chỉ làm cho mặt hồ của họ sống sánh. Còn bản thân em là cả group này đang yên đang lành nữa thì em nhảy vào, em nói ôi em có ý tưởng này, nhưng mà rốt cuộc là khi em có ý tưởng nhưng mà em lại không tả được cho cả thành viên ở trong team về cái ý tưởng của em, thì mọi người phải suy nghĩ, mọi người phải hỏi nó làm gì đấy, nó cái kiểu, tức là 2 năm trước những cái khoảnh khắc đó và những cái vấn đề, những cái thời điểm đó nó rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì nó đã đỡ hơn rồi, đúng không? Là bởi vì em có luyện tập. Và khi đó thì khi em join cái DCI level 3 thì em phát hiện là khi mà join level 3 xong rồi thì là hôm đó là thầy Bình, thầy Dẫn Thiên, và một cách rất ngạc nhiên là em ngồi được 45 phút, mà em cứ tưởng chừng 5 phút, nó nhanh kinh khủng. Và sau đó thì thầy giải thích là vì sao em có thể ngồi được và em xem lại cả cái quá trình thay đổi của em, thì em phát hiện ra là mình đã không làm sống sánh những cái mặt hồ khác, thế nên là cái mặt hồ của mình có thể được yên. Thì đấy, cái gì cũng cần một quá trình cả, và ở Mon Team thì dùng thời gian của mình để chuyển hóa, mà thậm chí là chúng ta dùng thời gian để cho chúng ta tạo ra nữa. Chúng ta ở trong Mon Team thì chúng ta biết được cách tạo ra thời gian rồi đó. Và như là chị Châu và chị Mây có thể chưa biết cách thì xem lại cái chuỗi chia sẻ về thời gian của em nhá. Con Hảo thì có thể ôn bài. Đó, thì cái chuỗi thời gian là chúng ta có thêm thời gian, chúng ta có thêm không phải 24 giờ đâu mà rất là nhiều, bằng cách là hãy làm như thế nào nhỉ? Làm như thế nào để có được nhiều thời gian là bán hàng? Làm như thế nào để có giúp người khác ạ? Trời ơi, em muốn cái gì? Em muốn có thêm thời gian thì em muốn có thời gian thì em giúp người khác có thời gian. Chính xác. Đúng rồi. Ê, chúng ta chỉ tập trung vào cái từ đó thôi. Khi mà người ta cần thời gian thì mình cho họ thời gian. Nên là khi nào mà thấy ai đó đang vội vàng và mình đang chờ đợi họ mà thấy họ vội vàng, hãy nói cái câu take your time. Take your time. Hãy cứ từ từ. Hãy cứ dùng thời gian của bạn đi. Không sao. Ok. Cảm ơn mọi người. Và chúng ta sẽ tuần tới thì em sẽ thông báo lại ở trong Mon Team, nên là em sẽ chia sẻ về nội dung của DCI level 3. Thứ 3 và thứ 5. Ok chị. Ok. Để mọi người, bởi vì chúng ta là quá cái phần này thì nó khó rồi. Cái bắt đầu từ câu 70 về sau này là nó khá khó. Nên chúng ta cần phải có thêm một công cụ nữa. Ok. Cảm ơn chị Mây. Cảm ơn mọi người đã đón nhận để em lấy một cái bức hình cho năm mới nè. Em lấy bức hình cho. Rồi đầu em năm bù xuống đấy. Không sao. Có mặt ta được không? Ôi trời ơi, người đẹp. Còn chỉ một người nữa thôi, chị Mấy có xuất hiện không chị Mấy ơi?
Chúc anh mẹ em tìm được. Rồi ạ. Anh á chà. Rồi ok ha. Hai ba ha. Ôi trời ơi, bạn Hà bạn ngủ mất rồi. Hai ba. Ok. Ơ chị mấy ngủ mất rồi. Một. Một. Hai. Chị ơi, một là lỏ ra, hai là lỏ vô. Một, hai, ba. Rồi ok, cảm ơn. Anh Di nữa đẹp gái tên ạ. Ba chị. Di mấy? Ba Di mấy? Mấy à? Mấy à, mấy mà. Ừ, ok. Mấy à, rồi. Em nào nhá, em phải đi làm rồi. Bye.